vẻ à? Anh ở đây vắng vẻ à? Lấy cho một cái cá hú kho với lại thịt kho trứng hai không? Ừ. Cái này để dưới cái tô hơn. Đâu rồi chú? Đừng cắt nha. Hú kho. Hú kho kho tàu rồi. Đúng rồi. Hú kho kho tàu. Hai hai vậy em. Có chiếc cưng về mang về à? Chiếc cưng mang về đang ăn nóng ăn đây anh ạ. Mấy khoai khoai tàu đúng không? Bán cho em thêm một bịch tôm không nữa. Cái gì mang về? Trứng chiên hả? Trứng chiên nha. Thơm nóng có ăn rồi nha. Thầy ăn rồi đi 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 à hết luôn không hết luôn hả đó cái này 63, 64, 65 135 có đồ 38 thôi. Quán cơm đó là quán cơm kỷ niệm hồi xưa. Hồi xưa hay dở con gái mình ăn ở đó. Từ lúc mà năm năm rồi chưa có quay lại đó. Rồi là mua về không à? Không có muốn vô trong đó ăn nữa, bởi vì những cái kỷ niệm xưa nhắc lại rất là buồn. Dù là mọi thứ thì qua cũng 5 năm rồi, nên là mỗi lần mà có ăn to quá thì mình sẽ mua về chứ không có vô trong đó ngồi ăn. Hồi xưa có thể nói là vẫn có vô trong đó ăn hoài luôn á. Một tuần thì ăn ít lắm cũng phải 3 lần. Rồi kể từ khi mà chia tay xong rồi thì cũng không có vô trong đó ăn nữa. Tính bà, tức là cỡ đây năm 2019 á, là mua toàn thì có mua thôi. Chứ toàn á, chưa vô ăn á thì không ăn rồi. Chưa vô trong đó ngồi ăn á thì không có về. Nói là như vậy. Có những chuyện á, người ta nói là thời gian trôi qua sẽ phai mờ tất cả, nhưng mà có những chuyện đâu có phai mờ được đâu. Năm sáu năm rồi cũng chưa bao giờ quên được. À, nếu là lâu rồi mình cũng không có tin tức của cô ấy, mình cũng không biết. Đương nhiên là phải đi lấy chồng rồi đó. Mình là ai thì chắc là cô ấy cũng chẳng quan tâm nữa đâu. Bởi vì đâu có người đâu quan tâm nữa đúng không? Lúc mà mình chỉ quan trọng với nhau khi mà mình vẫn còn bên nhau thôi. Còn sau khi mà không còn bên nữa thì ai cũng có một cái cuộc sống riêng. Cô ấy cũng vậy, mình cũng vậy. Chỉ tức là đó hiện tại giờ mình vẫn chưa có quen ai hết á. Kể từ 2019 cho tới bây giờ mình chưa bao giờ mình chưa hề quen một người nào nữa thầy luôn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.